Ở đời không nên dối người, càng đừng nên dối chính mình. Cứ chân thành mà sống, thành thật mà nói, bạn sẽ nhận thấy nhiều điều tuyệt diệu từ chúng. Khi sống chân thành, bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn. Bạn sẽ có trí tuệ nhờ sự thành thật. Bởi thành thật giúp bạn nhận ra bản chất vấn đề nhanh nhất và giải quyết chúng một cách triệt để nhất. Đừng coi nhẹ sự thành thật, bởi thành thật chỉ không có giá trị trong một môi trường gian dối, hỗn tạp. Nếu đã là môi trường chất chứa đầy đau khổ như vậy, bạn còn cố ở lại đó làm gì? Thật ra, bạn có rất nhiều quyền lựa chọn, chỉ là do bạn tàng lờ chúng đi vì lựa chọn đó đầy khó khăn và gian khổ mà thôi.